Xin chào các anh chị và khách hàng của An Nguyễn. Thì hôm nay em sẽ khui một cái kiện áo thun Mỹ mới ha. Cũng lâu lắm rồi đó, kiện này mới về. Đó, giờ em mới khui cho mấy anh chị em xem. Đó, khui kiện mới ra luôn. Thì áo thun Mỹ thì em vẫn bán đồng giá 400 ngàn 10 cái ha. Đó, giờ kệ. Đó, 400 ngàn vẫn là 10 cái. Rất là rẻ. Nó sẽ có những cái size S, M, L và XL nhé. Rồi. Rồi áo. Trời, áo này màu đẹp quá ta. Đó, đầu tiên là một cái áo màu cam nè. Đó. Áo màu cam. Đó. Party City. Rồi, áo màu xanh. Những áo thun này mặc vô cùng mát ha. Nó rất là đẹp và mặc vô cùng mát. Đó. Rồi. Đó, màu hồng nè. Đó, cho em đi coi vài cái ha. Chất vải thì cũng khá là đẹp. Rồi rồi. Đó. Thì em sẽ lên theo set, từng set từng set. Một set sẽ là 10 cái, giá là 400 ngàn nha. Để thuận tiện hơn trong quá trình lựa chọn quần áo, lựa chọn áo ở bên em á, thì hiện tại áo bên em đang chia làm hai loại, đó là thun thể thao và thun Mỹ ha. Rồi, em sẽ đo size của hai loại này cho các anh chị em xem. Với áo thun Mỹ, em sẽ chọn hãng là Gildan. Đây, hãng Gildan. Đây, hãng này với ba size là S, M, L. Và áo thun thể thao thì sẽ là Nike. Nike á, để em có thể đo thông số cho anh chị em xem. Rồi, đầu tiên sẽ là một cái áo thun Mỹ size S hãng Gildan. Chiều dài ngang vai, ngang ngực và chiều cao nha. Đó, cho dễ. Đầu tiên là ngang vai. Thì cái áo size S ngang vai sẽ có độ dài là 44 nè. Ngang ngực sẽ là khoảng 40 43. Rồi, chiều cao nó sẽ là khoảng 69 nha. Rồi, ok. Đó là size S. Tới size M. Để cho công tâm em chọn chung một hãng luôn ha. Với size M của Gildan đây. Cho đây. Gildan size M. Em cũng đo luôn. Cũng y vậy thôi anh em, anh chị em ơi. Đó. Cũng là ngang vai, ngang ngực và chiều dài ha. Nên mắc con em kêu anh chị em kêu áo bự quá. Thực ra thì nó có thông số hết á, những cái áo kia nó cũng sẽ xem xem như vậy thôi, những cái áo hãng khác. Đây. Với cái áo size M thì chiều dài ngang vai sẽ là khoảng 47 nha, 47. Ngang ngực sẽ là 40 ngang ngực sẽ là 45. Rồi. Chiều dài sẽ là khoảng 66 nha. Đó, chiều dài khoảng 66 67, 66 rưỡi đi. Rồi, 66 rưỡi. Đó là size M. Rồi, tiếp theo đó là size L. Đây, size L cũng của hãng Gildan luôn. Đó, cho công bằng để chung một hãng cho dễ ha. Đây, Gildan size L. Những cái áo mà chung set á thì nó cái kích thước nó sẽ có cái kích thước giống giống như những cái này nha. Rồi. Chiều ngang vai của thằng này sẽ là 52 rưỡi nè. Rồi, ngang ngực sẽ là khoảng 51 và chiều cao là 72. Đó, chiều cao là 72 nha. Rồi, size L. Rồi, về hãng thun thể thao, về áo thun thể thao á, em cũng đã lựa ra ba loại. Đây, thun thể thao của Nike. Tiếp theo đó là cái áo của Gildan luôn mà size 2XL nha. Đó, size này siêu bự nè. Tại sao không lên size XL? Tại size XL em không có anh chị em ơi. Em không có size XL nhiều, em có size 2XL. Thì em đo cho anh em nào mà thích mặc thích anh em nào mà có cái cân nặng nó hơi cao thì có thể mua những cái này nha. Rồi, ngang vai của nó sẽ là khoảng 64, ngang vai là 64. Rồi, ngang ngực cũng là 64 luôn em. Đó, ngang ngực 64,5. Rồi, chiều dài.
Rồi, chiều dài áo là 79 nha. Đó. Size này size XL nha mấy anh chị em. Rồi, ok. Thì ngoài việc bán những cái áo thun mà second hand như là áo thun Mỹ và là áo thể thao xuất Nhật, thì bên em còn có bán thêm mấy cái nón và mấy áo hàng Việt Nam xuất dư nha. Đó là hàng Việt Nam xuất ra thị trường nước ngoài mà nó còn dư á, cái lô á, đó bên em thu về luôn. Đây, đây là những cái nón hàng Tommy, rất là xịn sò ha, Tommy Jean. Đó. Thì em sẽ chia ra cho các anh em ba loại đi. Đó, ba loại nè. Đây, loại đây, đây là cái số 1 nè. Đó, cho anh em dễ lựa ha, anh em mua thì nhắn cái số 1 sẽ là cái có cái viền đỏ ở giữa nha. Đó, Tommy Jean số 1. Rồi, nón số 2 sẽ là cái nón có cái viền đỏ ở dưới nè. Đó, cũng là Tommy Jean luôn. Số 3 sẽ là cái nón có cái viền đỏ trên đầu, nó lên đầu luôn, rất là đẹp ha. Hilfiger. Rồi, ba cái, mỗi cái sẽ có mức giá là 150.000. Đó, anh chị em nào mua hàng thì cứ nhắn số 1 nè, số 2, số 3. Nó lấy nón Tommy theo số là em sẽ lấy cho mình ha. Rồi, bây giờ sẽ lên máy xếp quần áo cho mấy anh chị em. Xin chào các anh chị khách hàng. Thì như đầu video clip em vừa khui một cái kiện quần áo ha. Thì giờ em sẽ lên theo set cho các anh chị em. Đây là set đầu tiên. Đấy, set số 1 thì sẽ là set size S nha. Một set sẽ có 10 cái, mức giá là 300.000. Riêng set size S sẽ là 300.000. Còn những set như size M và size L sẽ có mức giá là 400 ha. Rồi, đây set đầu tiên, một set sẽ có 10 cái như thế này. Đấy, set size S này rất là đẹp nha. Nét vải rất là mới, căng. Đấy. Rất nhiều màu sắc luôn. Đó, anh chị em có thể mặc để đi làm, đi học hoặc đi chơi, đi tập thể dục cũng rất là ok. Đây, những cái áo này phù hợp nhất cho mấy chị em phụ nữ ha, tại vì cái size S là mấy chị mặc rất là đẹp. Thì size S của bên Mỹ á, nó sẽ bằng với khoảng size M của Việt Nam mình ha, nên là mấy chị em phụ nữ mặc size S rất là ok. Mặc vừa mát nè, vừa thấm hút mồ hôi và rất là tôn dáng ha. Áo size S một set 300.000. Đây. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi, đã set đầu tiên ha. Rồi, rồi tiếp theo em lên set số 2 nha. Set số 2 size S ngày 17 tháng 8. Đó, set này thì cũng sẽ có 10 cái ha. Đó, mức giá là 300.000 một set. Tiền ship của bên em là 40.000. Đó. Đồng giá luôn. À, 35.000 chứ. Thôi, đồng, giảm xuống còn 35.000 cho mấy anh chị em luôn. Đó. Set này thì sẽ có nhiều màu nhu. Đó, nhiều cái màu nhu hơn. Đó. Màu đen, màu xám. Đấy. Rất là đẹp ha. Ôi, cái này vải đẹp quá mấy anh chị em ơi. Set mặc rất là đẹp. Một set chỉ 300.000. Đó, mấy chị nào có thể mua về để mặc thay đổi trong tuần ha. Đó, thì cái này màu nó sẽ hơi nhu, đó, màu đen và màu xám. À, mình có thể mua cho mấy cháu cũng được, cháu hoặc là cháu nhỏ ở nhà ha, mặc cũng được ha. Rồi, một set sẽ có 10 cái nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Đó, lật lại cái này cho mấy anh chị em xem. Đấy. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10. Rồi, set số 2 size S ngày hôm nay là ngày 17 tháng 8 nha anh em. Rồi, em lên tiếp set số 3 size S ngày 17 tháng 8 ha. Đó, set này đầu tiên là một cái áo đến từ thương hiệu Reebok này, rất là đẹp. Đó. Hai là một cái màu xanh, cái này có bâu luôn nè. Hai. Đó, áo bên em thì khá là mới, mới khoảng 80-90%. Đó, anh chị em mua hàng thì một set size S là 300.000. Bên em mua hàng thì nhận chuyển khoản trước thì mới đi đơn nha. Đó, tiền ship là 35k.
Set bên em là cố định rồi nha. Đó, một set là 10 cái như này là cố định rồi, không có thay đổi được nha anh chị em. Đó, ví dụ mình có mua thì mua nguyên một set luôn giúp em nhé. Bên em bao lỗi, bao rách. Đó, kiểu có vấn đề gì về áo thì em sẽ hỗ trợ giúp cho các anh chị em. Đó. Đây là một set 10 cái nè. Anh chị em mua hàng thì vui lòng nhắn qua hai cái số Zalo ghi ở trên tiêu đề ha. Một số sẽ là do bạn Nhi, một số sẽ do em phụ trách. Đó, anh em chị em nào muốn đặt hàng thì cứ nhắn qua bên đó ha. Đó, một set như thế này là 300 ngàn. Phí ship là 35k. Em chuyển khoản trước em mới đi đơn nha. Rồi, cảm ơn các anh chị em rất nhiều ạ. Đây em bù lại cái số 10 cho mấy anh chị em nha. Đó, một cái Adidas nè, rất là đẹp. Rồi, đây là set số 3 size S ngày 17 tháng 8 nha. Rồi, em lên tiếp set số 4 size S ngày 17 tháng 8 nha. Đây set này sẽ có 5 cái thôi. Đó, em bán thử một set 5 cái cho mấy anh chị em coi nó ok không. Đó, set này sẽ có 5 cái, sẽ có hai cái màu đen nè, đó, một cái màu trắng, cái màu xám nè. Đó, 5 cái thì giá của nó là 180.000 nha. Đó, 180.000 một set. Đó, phí ship vẫn là 35.000 thôi. Đó, bán 5 cái cho mấy anh chị mua có thể mua trải nghiệm thử ha. Đó, một nè, hai nè, ba, bốn, năm. Đó, set số 4 CS ngày 17 tháng 8 nha. Rồi, em lên tiếp set số 5 CS ngày 17 tháng 8 ha. Đó, set này sẽ có 5 cái áo CS rất là đẹp như thế này. Mức giá chỉ có 180.000 một set. Đó, phí ship là 35k. Đó, anh chị em vui lòng chuyển khoản trước thì bên em mới đi đơn nha. Áo rất là đẹp, rất là mới luôn. Đấy, áo này nè. Rồi, set số 5 size S ngày 17 tháng 8. Đây, đó. Anh em nào không thích hình thì có thể mua cái set này ha. Có khá là nhiều chữ nè. Rồi, set số 5 size S ngày 17 tháng 8. Rồi, em lên tiếp set số 6 size S ngày 17 tháng 8 ha. Đó, set này cũng là set 5 cái luôn. Đó, anh chị em có thể mua set như thế này về để trải nghiệm thử coi nó có vừa với mình không ha. Áo size S của bên em thì đó khá là đẹp như thế này. Size S thì mặc khoảng từ 45 tới 55 kg ha. Cho mấy bé hoặc là mấy chị em để mặc được rất là ok. Đó. Đây, set số 6 size S. Một nè. Hai nè. Ba. Bốn. Năm. Rồi. Ok. Rồi, em lên tiếp số 7 size M ngày 17 tháng 8 nha. Rồi. Đấy, set này thì sẽ có 10 cái, đây là size M. Thì giá là 400 ngàn một set ha. Đó, nên là thích set này thì cứ nhắn cho bên em là lấy set số 7 size M ngày 17 tháng 8 nha. Đó, áo khá là mới như này, có cả áo ba lỗ nữa nè. Thì áo size M anh em mặc từ khoảng 60 tới 65 kg ha. Đó, áo một set 400 ngàn. Đó, phí ship 35k. Áo này là áo hàng si nên là nó sẽ hơi dơ nhẹ xíu nha mấy anh em. Đấy. Đó, bên em là bao lỗi bao rách luôn cho mấy chị em luôn. Đó, kiểm tra kỹ càng, nếu có lỗi rách thì bên em sẽ hỗ trợ mình trả hàng hoặc hoàn tiền lại nha. Đây là set số 7 size M. 1 2 3. Áo khá là mới, khá là đẹp. Đây là áo thun Mỹ, áo hàng si nha mấy anh em. Đó. Thì mấy anh em nào không biết thì cứ tưởng là bên em bán hàng mới kia. Em nói này là hàng áo si. Đó. Đây những cái áo si nhưng mà cái màu trắng của nó rất là mới nha. Đó, anh em thấy nó trắng tinh như thế này. Không có một vệt ố vàng luôn. Rất là đẹp.
Rồi, set số 7 size M ngày 17 tháng 8 nha. Rồi, em lên tiếp set số 8 size M ngày 17 tháng 8 ha. Đó. Đây áo size M đây, đầu tiên là một cái áo gáp nè. Đó, đây để kéo lên xíu. Đấy, một cái áo gáp nè. Rất là đẹp ha. Đó, set này em sẽ lựa nhiều màu sắc để em có thể dễ dàng thay đổi ha. Đó, size M mặc từ khoảng 60 tới 65 kg. Mặc đi tập thể dục rồi rất là ok mấy anh chị em, mặc vải rất là mát, hút mồ hôi, nó co giãn rất là tốt. Đó. Áo này đa số là áo thun Mỹ để anh em có thể mặc ở nhà nè, mặc đi làm, đi chơi, đi học. 10 cái. Đây. Đấy, em rút ra cho coi nè. Cái áo này nó hơi nhăn là do nó hút chân không á, thì anh em mua về anh em vui lòng giặt xong rồi anh em vũ thẳng này là nó sẽ đẹp ha. Đó, em vũ mạnh nó sẽ đẹp lại. Áo này là áo hàng si của Mỹ nên nó sẽ có vài cái áo nó hơi chấm giấm nhẹ. Thì có gì anh chị em thông cảm giặt giúp em nha. Rồi, anh em nào mua hàng thì liên hệ qua hai cái số Zalo ghi bên trên tiêu đề nha. Đó, cảm ơn các anh chị em rất nhiều ạ. Rồi, em lên tiếp set số 9 size M ngày 17 tháng 8 ha. Thì một set áo 400.000 10 cái thì tính ra một cái áo có 40.000 anh em. Đó, rất là rẻ. Và chất vải thì vô cùng mát ha. Anh em có thể mua để dành cũng được. Đó, mua mặc đi tập thể dục nè, mua tập ở nhà mặc cho nó mát ha. Đó, một set như thế này giá trị 400.000. Đấy. Rồi, quần áo bên em thì set đã cố định rồi nha. Không có thay đổi được ha. Đó, có những cái nó hơi lấm tấm xíu thì có gì em đổi ra, em kiếm cái khác em bù qua cho. Đấy. Một set là 10 cái ha. Mặc rất là ok, rất là mát. Đúng là thun Mỹ. Ô, có cái kia có một cái có cổ nè. Đó. Rồi, đến là cho mấy anh chị em luôn. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Đó, áo rất là đẹp. Đó, bữa giờ bán. Bữa giờ mới về được kiện anh em. Đó, áo bữa giờ mới về được kiện luôn. Lâu lắm rồi. Bữa bị gặp vấn đề gì đó mà kiểu mua áo nó không cho, nó không đem qua, giờ nó mới có hàng. Đó. Rồi. Ok, 10 cái 9 size M nha. Rồi, em lên tiếp set số 10 size M ngày 18 tháng 7 ha. Rồi, đầu tiên sẽ là cái áo Gildan rất là đẹp nè. Hai nè. Đó, mấy cái áo vô cùng đẹp luôn. Thì mới nó, độ mới nó khoảng 80-90% nha mấy anh em. Đó, đây là áo si, không phải là áo mới. Đây là ví dụ nó có bị dính chơi dơ nhẹ xíu thì mấy anh thông cảm giúp em nha. Đó, miễn là nó không rách, không sờn, không bị giảo cổ, không lục lỗ là em có thể đổi, hỗ trợ cho mấy anh ha. Đó. Ô, đó là cái áo có cổ đẹp vậy. Đấy, một cái áo có cổ cho mấy anh em luôn. Rồi, set 10 cái. Một xanh đẹp quá ta. Đây. Rồi. Đây là set số 10 size M nha. Đấy, rút này. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Đó, áo một set là 400.000 và phí ship là 35k nha. Đó, áo bên em nhận chuyển khoản trước em mới đi áo. Tại nó bằng quần áo là em, quần áo của em lời không có nhiều. Đó, nên là em phải cọc tiền ship, coi như là cọc tiền ship cũng được ha. Cọc khoảng 200.000. Em sẽ đi đơn ha. Rồi, ok. Đó, set số 10 size M nha. Nãy em kiểm tra lại thì em thấy cái áo này trong cái set số 10 sẽ mở nha em, cái có cổ này nó bị rách luôn nè. Đó, bị rách nè. Thấy không? Đó, em bỏ ra luôn ha. Đó, em bỏ ra để đổi cái mới cho mấy anh chị em. Đây, em đổi lại cho anh chị em cái áo này luôn ha. Đó, cái áo này sẽ nằm trong set số 10 size M nha. À, ok.
Rồi, em lên tiếp set số 11. Set số 11 size L. Đây, đây là size L rồi nha, 17 tháng 8. Size L thì cũng có giá là 400.000 một set. Phí ship sẽ là 35.000. Đấy. Chuyển khoản hoặc cọc 200.000 thì em sẽ đi đơn cho mấy anh chị em luôn. Đó. Nếu có anh em nhận hàng thì vui lòng quay video clip lại nha. Đó, mình quay clip lại. Nếu mà nó có bị lủng, bị rách gì đó thì bên em sẽ hỗ trợ anh em về vấn đề đổi trả cũng như hoàn tiền ha. Đấy. Ồ, oh, có cổ đẹp quá kìa. Đó. 9, đó, hai cái cuối cùng là hai cái một trắng. Rồi, đẹp luôn. Ok, đây. Set số 11 CL nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 thiếu một cái 9 đó, bù cái màu trắng vô đi đó, cái màu trắng rồi 10 rồi ok nha. Set số 11 sẽ L nha anh em. Rồi, em lên tiếp set số 12 CL ngày 17 tháng 8 ha. Ôi, đầu tiên chúng ta đang có đây là một cái áo đánh đánh gôn đó, cái áo đánh gôn rất là đẹp đó. Có hai nè, set này cũng là 10 cái nha anh em, đó size L, mặc khoảng từ 70 tới 75 kg đi. Đây, à, có cổ nè, có một cái áo Avenger. Đấy, rất là đẹp ha. Ồ, áo này còn bâu luôn nè. Đấy. Rồi, áo này cũng một set cũng là 400.000 nha. Đó, đồng giá là 400.000. Anh em mua hàng nhắn tin qua Zalo hai cái số ghi ở trên tiêu đề để em có thể chốt đơn nhanh hơn ha. Đó. Set này có nhiều cái đẹp quá. À, cái cuối là cả Adidas luôn. Rồi, set số 12 size L. Năm áo rất là đẹp ha. Áo này mới khoảng 80 tới 90% luôn. Này áo C nha mấy anh chị em, đó. Áo C thun Mỹ về 9 nè. Rồi, 10. Nãy em kiểm tra lại thấy cái này nó hơi lủng lủng xíu ha. Đây. Đó, cái này nó hơi lủng nè. Nó này kiểm tra không kỹ. Đó, lủng rồi em bỏ ra luôn. Lát em kiếm cái khác em bỏ vô cho anh chị em ha. Set số 12 size L nha anh em. Đó, 12 size L ngày 17 tháng 8 nha. Rồi, em lên tiếp set số 13 size L ngày 17 tháng 8 nha. Đấy, đầu tiên là một cái màu trắng nè, rất là đẹp. Set này cũng 400.000 một set mà có 10 cái nha. Đó, 10 cái 400.000, rất là rẻ mấy anh chị em. Đó. Ồ, khá nhiều màu đẹp ha. Cái thun trơn nữa nè. Đấy. Đấy, áo rất là ok. Đó. Anh chị em nào có nhu cầu mua về mặc ở nhà thì nó cũng rất là mát. Chúng ta có thể mặc đi học, đi làm, đi chơi, đi tập thể dục. Đó. Có nhiều sự thay đổi cho cái tủ đồ của mình ha. Đẹp quá. Rồi. Set số 13 CL nha.
một nè, hai nè, ba, bốn nè, năm, sáu, bảy, tám, chín nè. Đó, này cái số 9, cái số 10 nha. Đó, này anh đếm thiếu, bỏ vô luôn. Đó, đủ 10 cái cho anh chịu khách hàng. Em tưởng Đó, mở xét cửa số vậy. 13 CL. Rồi, em lên xét cuối cùng của ngày hôm nay nha, là xét số 14 size XL ngày 17 tháng 8. Rồi, set này rất là soạn được một set cho mấy anh em là kiểu đó, muốn mặc thoải mái, rộng rãi hoặc là như anh em to con nè, đó. Size XL ha, có mặc khoảng từ 85 tới 90 kg luôn á. Thun Mỹ này em khỏi phải lo ha. Đấy. Size XL khó, hiếm lắm mới có được một set nha. Bữa giờ soạn không có size size bự. Đó, soạn cố lắm á mới được có những cái set đẹp như thế này. Size XL. Rồi, một set duy nhất size XL số 14 nha. Đấy. Rồi, size XL này có giá cũng là 400 ngàn một set. À, có giá cũng 400 ngàn một set. Và tiền ship cũng là 35 ngàn nha mấy anh chị em. Đó, nhận hàng vui lòng quay video kiểm tra, quay video khui hàng ra để bên em kiểm tra. Nếu mà có bị rụng, bị lủng rách gì đó thì em bỏ ra mình cho mấy anh chị em. Này, 9, 10. Rồi, đây set số 14 nha, 14 size XL. Rồi, cảm ơn các anh chị em khách hàng đã xem video clip của em. Anh chị em nào mua hàng thì vui lòng liên hệ qua hai cái số Zalo ghi trên tiêu đề để đặt hàng nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh thì em cũng còn một số cái loại áo khoác bên ngoài của Mỹ ha. Thì em sẽ bán theo cặp là 170.000 một cặp. Đây là cặp đầu tiên nè, chúng ta sẽ có một cái áo màu xanh dương và sọc trắng và một cái áo xanh lá cây ha. Đó, cặp áo khoác đầu tiên. Này là size S nha mấy anh chị em. 170.000 một cặp size S, cặp đầu tiên. Rồi, em lên cặp thứ hai cũng là size S luôn. Cặp thứ hai cũng là size S luôn ha. Nó sẽ có một cái màu đỏ như thế này, đó, màu đỏ xám nè. Và một cái màu nâu cà phê rất là đẹp như thế này. Thì những cái này á, là nem cái phần tem mát còn rất là mới ha. Đó, tem mát còn rất là mới. Cặp áo khoác số 2 cũng là 170 ngàn. Rồi, em lên tiếp cặp số 3 ha. Cặp số 3 là cặp áo khoác size M. Cặp áo khoác size M sẽ có hai màu. Đây, cái màu xanh nè, đó. Và cái màu đỏ. Cũng là 170 ngàn size M nha. Đó, cặp áo khoác số 3. Đó, anh em mua hàng thì nhắn qua Zalo rồi kêu lấy cặp áo nào đó thì em sẽ biết, em chốt đơn cho mấy anh chị em. Rồi, tiếp đến là cặp áo khoác số 4 ha. Đó, cặp áo khoác số 4 size M luôn, cũng là 170 ngàn. Đấy, chúng ta sẽ có một cái màu xanh, một cái màu đỏ như thế này. Đó, cái màu đỏ nè, cái màu xanh nè, đó. Đẹp ha. Rồi, lên tiếp cặp áo khoác số 5 cho các anh chị em. Cặp áo khoác size L số 5 nha. Đó, áo size L rất là đẹp. Chúng ta sẽ có hai cái. Đây là cái để móc vô cái cho nó gọn gọn lại xíu nè. Rồi, một cái áo sọc màu đỏ xanh như thế này. Và thứ hai là một cái áo màu nâu ha, rất là đẹp luôn. Đây, áo số 5 size L nha anh em. Đó, anh em nào mua thì mua đúng size nha. Ví dụ anh em nào ở Việt Nam mặc áo size L thì mua áo khoác cứ mặc size L cho em. Đó, nó sẽ rộng và nó vừa, nó sẽ đẹp hơn. Đừng có mặc ôm quá không có đẹp. Lên tiếp cho các anh chị em một cặp số 6 size L nha. Sẽ có hai cái, một cái màu nâu và một cái màu hơi nhạt nhạt, một màu hồng nhạt nhạt ha. Một cặp vẫn là 170 ngàn nha các anh chị em ơi. Phí ship là 35k. Giờ em lên tiếp set số 7 ha. Đây, set số 7 size XL đây. Đó, size XL sẽ có hai cái luôn ha. Đó, một cái là đẹp như thế này.
Đó. Ô cái này HM này, cái này của hãng HM. Đó và cái này nó size XL nha, rất là đẹp. Và cuối cùng là set cuối cùng. Đấy. Đây set XL cuối cùng. Set số 8 nha mấy anh chị em ơi. Đấy. Nó màu xanh lá cây nè. Và màu đỏ nè, đó, màu đỏ này rất là đẹp. Thì bên em đã ủi sẵn treo lên hết rồi. Đó anh em có thể qua tận nơi anh em coi. Hoặc là anh em có thể mua theo set như thế này ha. Một cặp là 170 ngàn. Đó anh em cứ nhắn cặp hoặc là chụp hình đó gửi bên em. Bên em chốt đơn ha. Đó. Xin cảm ơn các anh chị em khách hàng ạ.